Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên với những thông tin mới nhất, chính xác nhất luôn được chúng tôi cập nhật để chuyển tới quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ông Trump hành trình đến với hào quang như thế nào? Từ người ngoại đạo chính trị tới Tổng thống Mỹ. Rồi khi lặng lẽ rời Nhà Trắng, tiếp tục trở lại Nhà Trắng. Khi rời Nhà Trắng 4 năm trước, Donald Trump nói với người ủng hộ rằng ông sẽ trở lại và ông đã chứng minh điều đó không phải là lời nói suông. Khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump thất bại trước ông Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020, nhiều người đã nghĩ đó là hồi kết cho sự nghiệp chính trị của ông. Nhiệm kỳ đầu tiên của ông khép lại trong hỗn loạn với những lời chỉ trích ngay cả những người ủng hộ trong chính đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, 4 năm sau, ông Trump đánh bại ứng cử viên Dân Chủ Kamala Harris một cách chóng vánh để trở lại Nhà Trắng như ông đã tuyên bố và giành lại đỉnh cao vinh quang mới. Tôi nghĩ chúng ta vừa chứng kiến màn trở lại chính trường vĩ đại nhất lịch sử Mỹ dưới sự lãnh đạo của ông Trump. Chúng tôi sẽ không bao giờ ngừng chiến đấu vì các bạn, vì giấc mơ và tương lai của con cái các bạn. Vance, cấp phó của ông Trump, phát biểu tại buổi lễ mừng chiến thắng. Rất lâu trước khi tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ, Donald Trump đã là tỷ phú nổi tiếng, cuộc sống của ông trùm bất động sản New York xuất hiện trên báo chí khắp các truyền hình. Ông sinh vào ngày 14 tháng 6 năm 1946, là con thứ tư của trùm bất động sản New York Fred Trump. Ông có 4 anh chị em. Năm 13 tuổi, ông được gửi tới Học viện Quân sự New York, một trường nội trú tư thục. Sau khi có những hành xử không tốt tại trường cũ, năm 1964, ông theo học Đại học Fordham và 2 năm sau chuyển tới trường Wharton của Đại học Pennsylvania. Ông tốt nghiệp bằng cử nhân khoa học kinh tế tháng 5 năm 1968. Ông Trump ban đầu được cho là sẽ đảm nhận vị trí cấp thấp cho công ty của cha. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp trường Wharton, ông được chọn làm người kế thừa sản nghiệp khi anh trai của ông theo đuổi nghề phi công. Và anh trai của ông qua đời ở tuổi 43 vì nghiện rượu, và đây được cho là lý do khiến cho ông Trump tránh xa rượu và thuốc lá trong suốt cuộc đời của mình. Ông Trump ban đầu giúp cha quản lý dự án chung cư ở các quận của thành phố New York và sau đó nắm quyền điều hành công ty và đổi tên thành Tập đoàn Trump năm 1971. Dưới thời Trump, tập đoàn bất động sản mà ông thừa kế từ cha đã chuyển đầu tư từ các khu chung cư. Năm 1978, ông Trump mua lại khách sạn xuống cấp Comoro gần nhà ga trung tâm Manhattan và cải tạo thành khách sạn Grand Hyatt New York, khai trương vào năm 1980. Cùng với đó, ông bắt đầu xây tháp Trump, tòa nhà chọc trời nằm trên đại lộ thứ 5 nổi tiếng ở Manhattan. Tòa nhà là trụ sở của tập đoàn Trump và cũng là nơi ở chính của ông Trump cho đến năm 2019. Nhiều tài sản khác của ông Trump, từ sòng bạc, chung cư cho đến khách sạn và sân golf cũng được xây dựng khắp các thành phố Atlantic, Chicago và Las Vegas của Mỹ cho tới Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Philippines. Không chỉ nổi tiếng trong giới bất động sản, ông Trump còn là ngôi sao ngành giải trí. Ông từng sở hữu các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ và Hoa hậu tuổi teen Mỹ. Sau đó là những người sáng tạo kiêm dẫn chương trình truyền hình thực tế Người tập sự của đài NBC. Trong chương trình phát sóng 14 mùa, trong đó các thí sinh cạnh tranh để giành được vị trí trong đế chế kinh doanh của Trump. Câu nói, bạn bị sa thải đã trở thành thương hiệu giúp Trump nổi tiếng không chỉ ở Mỹ mà cả trên thế giới. Ông Trump viết sách, đóng phim, thậm chí còn xuất hiện trên sàn đấu vật, cũng như kinh doanh mọi thứ đồ uống tới cà vạt. Tỷ phú từng nộp đơn xin phá sản doanh nghiệp 6 lần và một số dự án kinh doanh của ông gồm Trump Tech và Trump University cũng sụp đổ. Cuộc sống cá nhân của ông Trump cũng luôn nhận được sự quan tâm từ công chúng. Vợ đầu của ông là một vận động viên kiêm người mẫu, người gốc Cộng hòa Séc. Hai người có với nhau 3 con. Ông sau đó kết hôn với nữ diễn viên Mala Mablet năm 1993 và hai người ly hôn năm 1999. Vợ hiện tại của ông Trump là cựu người mẫu Slovenia Melania. Hai người kết hôn năm 2005 và có một con trai, năm nay tròn 18 tuổi. Donald Trump từng là người ghét chính trị. Trong cuộc phỏng vấn năm 1980 khi ở tuổi 34, ông Trump cho rằng những người có năng lực nhất sẽ chọn kinh doanh thay vì đi làm chính trị.
Tuy nhiên, đến năm 1987, ông bắt đầu nói về ý định tranh cử tổng thống. Ông từng thử sức trong cuộc tranh cử năm 2000 với tư cách là thành viên Đảng Cải cách và sau đó là năm 2012 trong vai trò thành viên Đảng Cộng hòa. Song phải tới năm 2015, ông mới chính thức tuyên bố tranh cử vào Nhà Trắng. Khả năng thống trị, sân khấu, tranh luận cùng các đề xuất chính sách đầy tranh cãi như xây tường biên giới với Mexico đã thu hút người ủng hộ và truyền thông với khẩu hiệu đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại và chiếc mũ đỏ đặc trưng. Ông đã vượt qua các đối thủ trong vòng sơ bộ Đảng Cộng hòa và cuối cùng đánh bại bà Clinton để trở thành Tổng thống thứ 45 của Mỹ. 4 năm trước, ông Trump bại trận trước đối thủ Biden trong chiến dịch tái tranh cử. Bị phủ bóng bởi COVID-19, ông cùng các đồng minh đã nỗ lực phản đối kết quả bầu cử, cáo buộc có gian lận phiếu bầu, song tất cả đều bị tòa án bác bỏ. Ngày 6 tháng 1 năm 2021, ông kêu gọi những người ủng hộ tiến đến đồi Capitol để ngăn quốc hội chứng nhận chiến thắng của ông Biden. Cuộc diễu hành nhanh chóng biến thành bạo loạn khi đám đông ủng hộ ông lao vào nhà quốc hội, khiến hàng trăm nhân viên thực thi pháp luật bị thương. Bộ trưởng Giáo dục, Bộ trưởng Giao thông cùng loạt quan chức chính quyền Trump nhanh chóng từ chức để phản đối cuộc bạo loạn. Ngay cả Thượng nghị sĩ Cộng hòa Nam Carolina và là một trong những đồng minh thân cận nhất cũng quay lưng với cựu Tổng thống. Làn sóng phản đối ông Trump lan sang cả giới doanh nghiệp khi hàng chục tập đoàn lớn như Microsoft, Nike tuyên bố ngừng hỗ trợ cho những người Cộng hòa phản đối kết quả bầu cử năm 2020. Vào ngày ông Biden nhậm chức Tổng thống thứ 46, ông Trump đã phá vỡ truyền thống 152 năm của Mỹ khi từ chối tham dự buổi lễ. Thay vào đó, ông âm thầm lên máy bay trở về dinh thự riêng của mình ở bang Florida cùng gia đình và một số trợ lý thân cận. Ông Trump đã rất buồn sau khi rời Nhà Trắng. Theo Meredith McGraw, tác giả của cuốn sách Trump in Elect, ông ấy tức giận, thất vọng, không biết giết thời gian bằng cách nào và không có kế hoạch cho tương lai chính trị của bản thân. Bài cho hay, không ít người tin rằng mọi thứ đã chấm hết với Trump và cứ như vậy sự nghiệp chính trị táo bạo bùng nổ và đôi khi đầy rực rỡ của Donald Trump đã kết thúc, một bài viết trên The Hill khi đó có đoạn. Tuy nhiên, trước khi rời Washington về Florida, ông Trump đã ám chỉ về những gì đã xảy ra. Chúng tôi yêu các bạn, chúng tôi sẽ trở lại bằng cách nào đó, ông nói với người hâm mộ trên đường băng của căn cứ không quân Maryland. Cựu Tổng thống Trump không phải đợi quá lâu để tái khẳng định tầm ảnh hưởng chính trị, ngay cả khi Thượng viện do Đảng Dân Chủ kiểm soát đang chuẩn bị luận tội ông Trump với cáo buộc kích động bạo loạn đồi Capitol, khiến chuyến thăm của McCarthy đã nhấn mạnh thực tế rằng một trong những đảng viên Cộng hòa quyền lực nhất tại Quốc hội vẫn tôn sùng cựu Tổng thống. Phiên luận tội ông Trump ở Thượng viện đã kết thúc với tuyên bố tha bổng cho cựu Tổng thống. Hầu hết thành viên Đảng Cộng hòa gồm cả một số người chỉ trích mạnh mẽ ông Trump như lãnh đạo phe thiểu số Mitch McConnell đều bỏ phiếu phản đối. Giới quan sát cho rằng McConnell và những người khác trong Đảng Cộng hòa không muốn chặn đường lui của chính mình. Họ cũng lo ngại cựu Tổng thống có thể thành lập đảng thứ ba và hút hết ủng hộ của Đảng Cộng hòa. Cựu Tổng thống giành phần lớn tháng 2 năm 2021 tại Mar-a-Lago, chỉ ra ngoài chơi golf hoặc là ăn tối, và đến cuối tháng đó, khi cơn phẫn nộ của dư luận về bạo loạn đồi Capitol dần lắng xuống thì ông bắt đầu tham gia sự kiện công khai đầu tiên hậu Nhà Trắng. Tại hội nghị hành động chính trị bảo thủ, sự kiện thường niên của phe cánh hữu được tổ chức ở thành phố Orlando, bang Florida, Trump cho thấy ông vẫn có nền tảng ủng hộ trung thành. Phát biểu trước hàng nghìn người, ông Trump phần nào tìm lại được ánh hào quang. Ông ám chỉ sẽ tái tranh cử vào năm 2024. Một cuộc thăm dò ý kiến người tham dự hội nghị chỉ ra 68% muốn ông Trump tái tranh cử, 55% cho biết sẽ bỏ phiếu cho ông trong cuộc bầu cử sơ bộ, nhiều gấp đôi ứng cử viên tiềm năng là Tổng thống Florida Ron DeSantis. Trump tái kích hoạt mail gây quỹ của mình và tiếp tục tổ chức các cuộc meeting với đông đảo người tham gia. Các bạn có nhớ tôi không? Ông Trump hỏi đám đông ở Ohio hồi tháng 6 năm 2021. Đám đông đáp lại bằng tiếng reo hò và ông Trump kết luận họ nhớ tôi. Ông chủ Tesla Elon Musk, người giàu nhất thế giới, đã công khai ủng hộ cựu Tổng thống sau vụ ám sát hụt và bắt đầu rót tiền cho nỗ lực vận động ở các bang chiến trường quan trọng.
Vào tháng 6, ông Biden thể hiện kém trong cuộc tranh luận với ông Trump. Tổng thống đối mặt với áp lực lớn trong đảng Dân Chủ và thông báo ngừng tranh cử ngày 21 tháng 7, ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris trở thành ứng viên của đảng. Và chỉ trong vài tuần, bà Harris đã củng cố nền tảng ủng hộ, truyền thêm nhiệt huyết cho đảng Dân Chủ và thậm chí là dẫn trước cựu Tổng thống trong một số cuộc thăm dò dư luận. Cuộc tranh luận với bà Harris vào tháng 9 không mang về chiến thắng áp đảo cho ông Trump như trong lần đối đầu với ông Biden. Hai bên đều cho thấy những điểm mạnh và điểm yếu của mình, nhưng bà Harris được cho là có lợi thế hơn. Kết quả thăm dò bầu cử cho thấy cuộc cạnh tranh giữa ông Trump và bà Harris diễn ra rít sao và đầy kịch tính, đặc biệt là 7 bang chiến trường quan trọng. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng cho thấy cuộc đua rít sao như vậy. Ông Trump nhanh chóng giành chiến thắng ở những bang truyền thống của Đảng Cộng Hòa, cùng loạt bang chiến trường quan trọng, truyền thông Mỹ xướng tên ông trở thành Tổng thống thứ 47 và vài tiếng sau khi quá trình kiểm phiếu bắt đầu. Chúng ta điều này đã làm nên lịch sử nhờ một yếu tố, đó là vượt qua những trở ngại mà không ai nghĩ có thể vượt qua, ông Trump nói tại lễ ăn mừng ở Florida ngày 6 tháng 11.